Vì sao chương trình Vivo Kids được yêu thích tại mầm non V-School? Trẻ được tập luyện thể thao thông qua vui chơi với các tình huống được gắn trong nhiều câu chuyện. Bài trò chơi của cô được mang tên là trò chơi cá mập đi săn mồi, giúp trẻ phát huy trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo. Trẻ được học 6 môn bóng phổ biến nhất trên thế giới. Bóng chày, rèn luyện tư duy chiến thuật, phát triển khả năng phối hợp đội nhóm và khả năng giao tiếp. Bóng sàn, có nhịp độ nhanh, đòi hỏi sự kết hợp giữa tốc độ, kỹ năng và độ chính xác. Bóng rổ, hỗ trợ phát triển chiều cao, sức bền và sự khéo léo. Bóng bầu dục, môn thể thao vô cùng mới lạ ở Việt Nam, nâng cao thể lực và khả năng đối kháng. Bóng đá, rèn luyện cách chơi môn thể thao vua với đa dạng kỹ thuật, sút bóng, rê bóng, chuyền bóng. Quần vợt, làm quen với môn thể thao được hàng triệu người yêu thích, tăng khả năng phối hợp nhịp nhàng giữa đôi chân và sức mạnh của cánh tay. Trẻ được học với đội ngũ huấn luyện viên giàu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản. Giúp trẻ phát triển các kỹ năng mềm như tinh thần đồng đội, đạo đức thể thao, khả năng tập trung, sự kiên trì và kỹ năng lắng nghe. Điều này sẽ thúc đẩy cho sự phát triển về xã hội và tâm lý của trẻ. Những trò chơi rất là tuyệt vời. Con cảm thấy quá thích ngủ vui, hôm nay con vận động rất nhiều. Con cảm thấy rất sảng khoái.